Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sửa em tiếp tục bài học số 3 nha. Hôm nào tôi sửa còn 3 câu nữa, nay tôi sửa hết cho các em nha. Vậy thì các em quan sát vô bài tập ha. Các em quan sát vô bài số 4 nè. Bài số 4 người ta cho nè. Cho bảng giờ tàu nha. Đó, HP1, cái tàu ký hiệu là HP1 nha các em. Đừng có sợ gì hết, hiểu là cái tàu tàu thôi. Chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng ha. Đó, tháng 10 năm 2020 như sau. Đó. Vậy thì các em nghe coi quan sát ha. Người ta nói nè. Ga đi, đó có nghĩa là từ Hà Nội, đó nó chạy đi qua tới ga Gia Lâm, rồi Cẩm Giàng, rồi Hải Dương, rồi đến Phú Thái, đến Thượng Lý, rồi cuối cùng mới tới được Hải Phòng nha. Vậy thì người ta nói nè. Ở đây người ta cho quãng đường đi, giờ đến và giờ đi nè, nó xuất hiện trên cái bảng trên này hết này các em. Đó, em để ý vô ha. Rồi câu đầu tiên các em quan sát câu đầu tiên ha. Rồi em quan sát câu đầu tiên trên này nè. Rồi rồi câu đầu tiên là ta hỏi nè. Rồi vậy thì em quan sát yêu cầu A ha, người ta yêu cầu là hãy tính quãng đường từ ga Gia Lâm nha, ga Gia Lâm là tới ga Hải Dương nha, ga Gia Lâm ở đây nè các em, đó tới ga Hải Dương nha. Rồi từ Hà Nội đến Gia Lâm là đây là 5 km nè. Đó, từ đây tôi vẽ sơ đồ vậy cho các em dễ nhìn thôi, chứ thật sự bài này cũng rất là dễ, không có khó nha các em nha. Đó, từ đây đến đây là đã 5 km rồi. Rồi tiếp tục, tiếp tục đến Hải Dương là tới Hải Dương là 57, từ Hà Nội đến Hải Dương là tới đây là 57 nè các em. Đó, từ đây đến đây nè, tới đây là 57 nè. Đó, 57 km. Em thấy không? Đó, em thấy không? Đó. Vậy thì người ta hỏi nè, tính quãng đường từ Gia Lâm nha, đấy ga Hải Dương là từ đây đến đây các em, từ khúc này nè, đúng không? Tới khúc này nè các em. Đó, vậy thì muốn tính quãng đường từ Gia Lâm đến Hải Dương rất là đơn giản, đến 57 trừ đi 5 thì nó phải ra cái đoạn thẳng từ đây đến đây không? Mà đoạn thẳng từ đây đến đây chính là quãng đường từ đâu các em? Có phải là từ Gia Lâm tới Hải Dương không? Đó. Vậy thì muốn biết rất là đơn giản, đến 57 các em trừ đi mấy? Trừ đi 5. Các em hiểu ý tôi nói không? Đó, rất đơn giản đúng không? Rồi, vậy thì giờ mình trình bày ha. Rồi, ở đây tôi viết lời giải sẵn cho các em rồi, các em cứ vậy em giải thôi. Quãng đường từ Gia Lâm đến Hải Dương là đó, và em lấy 57, em lấy 57 nha. 57 các em trừ đi mấy các em? 57 các em trừ đi 5. Đúng không? Vậy thì các em được là 52 km. Dễ không em? Rất là dễ đúng không? Rồi tiếp tục, người ta nói nè, em hãy tính quãng đường từ đâu em? Từ Hải Dương đến Hải Phòng. Rồi. Rồi. Em quan sát ha. Từ Hải Dương đến ga Hải Phòng, Hải Dương đây, từ Hải Dương đây tới Hải Phòng đây nha. Đó, vậy thì muốn biết đáp án rất là đơn giản các em lấy gì như đây? Quãng lấy tới Hải Phòng là đây, đây là 102 nè, trừ đi 100 bao nhiêu em? Trừ đi 57 là đây. Có nhiều em vẫn mường tượng chưa hiểu đúng không? Giờ tôi sẽ vẽ cho các em sơ đồ này em hiểu liền nè. Ví dụ là từ Hà Nội đến Hải Dương là 57 nè. Đó, em từ Hà Nội đến Hải Dương đúng không? Là 57, tôi vẽ vậy cho các em dễ hiểu nè. Từ Hà Nội đến Hải Dương, từ đây đến đây nè. Nhắc các em. Đó, còn các em hiểu rồi cứ làm nhanh cũng được không sao. Đây. Từ Hà Nội đến Hải Dương là 57 rồi đúng không? Rồi từ Hà Nội đến Hải Phòng, đúng không? Hải Phòng là 102, từ đây đến đây là 102 nè. Đấy, đấy Hải Phòng nè. Là 102 này. Vậy thì em muốn biết khúc từ đây đến đây rất đơn giản, em lấy khúc có phải là lấy khúc dài này nè. Đó, khúc dài từ đây đến đây nè. Trừ đi bao nhiêu? Trừ đây đến đây nè, đúng không? Thì nó phải ra cái khúc từ đây đến đây không? Đó. Vậy thì rất đơn giản, lấy 102 trừ đi 57 nha. Vậy thì các em ghi vào. Rồi, em lấy 102 các em. Lấy 102 nè, tôi ghi ha. 102. Rồi. Em trừ đi 57 các em. Rồi các em lấy 102, em trừ đi 57. Đơn giản mà phải không? Đó, các em được đáp số bằng 45 km. Được không? Đó. Rất là đơn giản đúng không? Đó. Vậy thì tôi xóa này đi ha. Rồi các em quan sát thử sang câu B ha. Câu B người ta cho nè. Người ta nói là hãy tính thời gian nha. Tàu đi từ Hà Nội đến Hải Dương nha, từ Hà Nội đến Hải Dương nè, từ Hà Nội nè, đó tới Hải Dương nha, từ Hà Nội
tới Hải Dương. Đâu Hải Dương đây. Đây. Nó xuất phát từ Hà Nội là từ bao nhiêu giờ em? Đây nè, đây nè. À, giờ đến và giờ đi giống nhau luôn nè. Này, đây nè, đó. Đó. Từ 6 giờ đúng không? Đó, giờ đến đến 6 giờ và đi 6 giờ luôn nha. Vậy là có nghĩa là nó xuất phát từ lúc 6 giờ đến Hải Dương là lúc này nó bằng đến Hải Dương này các em. Đến thôi nha, còn cái này giờ đi nó khác nha. Có nghĩa là đến cái ga này nó ngưng lại nha, ngưng lại rồi sau đó ngưng 10 ngưng 5 phút là nó mới chạy tiếp theo nha. Vậy thì em muốn biết đáp án rất là đơn giản. Em lấy khi muốn biết thời gian từ Hà Nội đến Hải Dương á, em lấy nó khi nó đến Hải Dương là 7 giờ 15 phút. Em trừ đi thời gian nó khởi động đi là đây là 6 giờ nè. Đó. Thì lập tức em sẽ tìm được thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Dương đúng không? Vậy thì em lấy 7 giờ 15 phút trừ đi bao nhiêu? À, 6 giờ nha. Vậy thì các em ghi vô ha. Rồi tôi ghi nè. Rồi. Lấy 7 giờ 15 phút các em nha. Vậy thì tôi sẽ ghi ha, 7 giờ 15 phút. Nha, 7 giờ 15 phút. Thì em trừ đi 6 giờ nha. 7 giờ mà 15 mà trừ đi 6 giờ thì các em được bao nhiêu? Quá đơn giản đúng không? 1 giờ 15 phút. À, vậy thôi là xong rồi. Rồi, tiếp tục. Người ta nói là thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng. Đâu, từ Hà Nội đâu? Từ Hà Nội đến Hải Phòng nè. Đó, Hải Phòng là đâu? Cuối cùng nè. Vậy thì lúc này rất là đơn giản các em. Từ Hà Nội là nó đi là nhiêu đây? Lúc 6 giờ đúng không? Mà tới Hải Phòng lúc 8 giờ 25 thì em lấy 8 giờ 25 em trừ đi 6 giờ. Đó, thì lập tức nó là chính là thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng nha các em nha. Đó. Rồi vậy các em trình bày vào ha. Vậy thì em lấy 8 giờ 25. Nha các em. Tám giờ 25 phút trừ đi 6 giờ thì các em được đáp số bằng nhiêu? 2 giờ bao nhiêu giờ các em? Là 8 trừ đi 6 là 2 nè. 2 giờ 25 phút nha các em. Đó, vậy thôi, rất là đơn giản đúng không? Đó. Rồi các em trình bày vào nha. Rồi tiếp theo các em câu C. Câu C người ta hỏi nè. À, tàu dừng ở ga Hải Dương nha. Bao lâu? Tàu dừng ở ga Hải Dương bao lâu? Phú Thái bao lâu? Em nhìn nè, ở ga Hải Dương nè, ga Hải Dương nè nó đến nè em. Nó đến vào lúc này nè, đến là 7 giờ 15 phút, đúng không? Rồi nó đi là 7 giờ 20 phút. Nó đến 7 giờ 15 phút, nó nghỉ 5 phút đúng không? Thì 7 giờ 20 đi. Để 7 giờ 20 trừ đi 15 có phải 5 phút không? Rồi, tàu dừng ở Phú Thái đâu? Phú Thái đây, Phú Thái này em. Đây, 7 giờ 46 phút trừ đi vào bao nhiêu đây? À, đây là lúc nó đến Phú Thái là 7 giờ 46 phút rồi nó đi nè em. Đây là giờ đi, em để ý đây là giờ đi nè. À, giờ đi nó là 7 giờ 48. Vậy này lấy 7 giờ 48 trừ đi 7 giờ 46, đúng không? Đó, vậy là 2 phút, đúng không? Vì cái này nó dễ quá tôi không có ghi nữa nha. Tàu dừng ở Hải Dương là mấy phút đấy em? Nè. Nè, em lấy, em có thể là nè như em lấy 7 7 giờ 20 trừ đi 7 giờ 15 thì ra 5 phút đúng không? Nè, đúng không? Em ghi thích ghi cũng được không sao hết. Ghi cho nào. 7 giờ 20 phút. Tôi ghi ghém ghi chữ H à, đúng không? 7 giờ 20 phút. Các em ghi nhanh cũng được chẳng sao hết nha các em nha. Đó. 7 giờ 20 phút. Các em trừ đi 7 giờ 15 phút. Rồi, các em mà được bằng này nhiêu đây? À, có phải là 5 phút không? Đó. Nói vậy thôi, rất là nhẹ nhàng đúng không? Đó. Rồi, tiếp tục. Tàu dừng ở Phú Thái thì cũng tương tự như vậy luôn. Thì em lấy lúc giờ của nó đi đó, trừ đi giờ nó đã đến đúng không? Thì lập tức tìm ra thời gian nó sao em nó dừng lại hay là dừng lại đó ha. Vậy thì em lấy nè, ghi vô ha. À, 7 giờ 48 phút đúng không?
Chưa đi mấy giờ? Chưa được 7 giờ 46 phút. Đúng không? Giờ 46 phút nhé các em. Đó. Rồi quá đơn giản rồi đúng không? Vậy thì nó nghỉ ở Phú Thái có 2 phút là nó đi rồi. Yeah. À, rất là nhanh. Các em hiểu ý trong đấy không? À, rất là dễ đúng không? Rồi, các em xuống chuẩn bị câu D ha. Thôi, cái bài này câu D cuối cùng là phải các em phải cực kỳ cẩn thận coi chừng bị sai nha. À, chỗ này thầy sẽ hướng dẫn các em làm nhanh nha các em nha. À, các em cẩn thận nào. Tính thời gian tàu thực chạy có nghĩa là không có tính thời gian nó nghỉ. À, có nghĩa là khi nó đến cái ga đó các em, nó không có dừng lại. À, nhưng mà trong đây có thời gian dừng lại đúng không? Thì muốn tính thời gian thực của nó các em thì lúc này em phải lấy thời gian nó đi từ đầu tiên các em phải tính nó thời gian đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng ra đó, trong đây nó cả có cả thời gian nó dừng lại nữa nha đó, để nó đến ga nó dừng lại sau rồi cho khách hành khách hoặc là hàng hóa lên chẳng hạn đó, rồi tiếp tục nó phải chạy nữa nha các em nha đó. Vậy thì người ta yêu cầu cái quan trọng nhất cho cái bài hỏi là tính thời gian tàu thực nha, thực chạy đó. Thực chạy có nghĩa là không tính thời gian ngừng, các em để ý là thực chạy là không tính thời gian ngừng. Em cẩn thận điều đó. Có rất nhiều em bị sai lầm là tính thời gian từ gì Gia Lâm đến Hải Phòng là nhiều em lấy 8 giờ 25. 8 giờ 25 đến Hải Phòng đâu. À, từ Gia Lâm đến Hải Phòng nha, từ Gia Lâm đây nè, từ đây nè, đây. Có rất nhiều em lấy cái 8 giờ 25 phút trừ đi 6 giờ 16 phút là các em bị sai. Nhớ kỹ điều này nha. Tại vì trong cái lúc mà chạy từ Gia Lâm nè các em. Đây là từ Gia Lâm mà tới 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 Hải Phòng là các em. Đó. Tới đây nó nghỉ ở đây. Đó, nè, ở đây riêng ở đây nè, các em là tới Cẩm Giang nè, em thấy không? Đó, từ Gia Lâm nè đến Cẩm Giang nè, Cẩm Giang nè. Từ Gia Lâm nó đi xuất phát từ lúc nào nhiêu đây? 6 giờ 16 nó đến Cẩm Giang nè, bao nhiêu các em? 5 giờ 54. Rồi, đến 6 giờ 56 nó chạy. Vậy thì nó ngưng ở đây, nó ngưng ở trên đây là mấy mấy phút phút em? Em nhìn lên bảng, tôi ghi trên đây là nó ngưng ở đây là 2 phút này. Nghỉ đây 2 phút này. Em hiểu không? Đó, nó đến 6 giờ 54 mà 6 giờ 56 nó mới chạy. Tiếp tục. Rồi tiếp tục đến Hải Dương. Hải Dương nè, Hải Dương là 7 giờ đây, tới Hải Dương là đây đây nha. Rồi, 7 giờ đến Hải Dương là 7 giờ 15 phút đúng không? Rồi, nhưng mà 7 giờ 20 tiếp tục nó mới chạy. Vậy nó ngưng ở đây thêm 5 phút nữa. À, cái ngưng này không được tính vô thời gian tàu chạy thực thực tính thời gian chạy thôi, không có được tính thời gian ngưng lại nha. Rồi tiếp tục đến Phú Thái các em, đến Phú Thái nè, đến Phú Thái nè. Nè, 7 giờ đến Phú Thái là lúc 7 giờ 46 mà nó đi 7 giờ 48. Vậy thì nó đã nghỉ ngưng lại 2 phút nữa. Đây Phú Thái ngưng lại thêm 2 phút nữa. Các em hiểu ý tôi nói không? Đó, mấy cái này em phải tính toán nha. Rồi, đến Thượng Lý các em, đến ga Thượng Lý là 8 giờ 10, 10 13 đúng không các em? 8 giờ 13 mà nó đi 8 giờ 15 nó mới đi. Vậy thì nó nghỉ thêm mấy phút các em? Lấy 15 là 8 giờ 15 trừ đi 2 nghỉ thêm 2 phút nữa. Nghỉ thêm 2 phút nữa. Bài này tí thầy sẽ làm nhanh đấy nha, không có làm chậm nha, nghỉ 2 phút nữa. Vậy tổng tổng cộng thời gian nó nghỉ là các em, tổng cộng nó nghỉ 9 phút các em. 11 phút các em, đúng không? Nè, đây 2 4 này 6 nào 6 5 11 là tổng cộng nghỉ 10 16 phút. Vậy thì em muốn tính thời gian thực tàu á chạy thực từ Gia Lâm đến Hải Phòng á thì rất là đơn giản, em lấy cái thời gian nó đi từ Gia Lâm đến Hải Phòng nè, lấy 8 giờ 25 em trừ đi thời gian bắt đầu từ lúc Gia Lâm nè, đừng có lấy 6 giờ 14 là chết đó nha. Đó, thời gian đi là 6 giờ 16 đây. Rồi, lấy 6 giờ 25 em trừ đi 6 giờ 16 rồi trừ thêm bằng này phút nghỉ nữa này. Đây, bằng này phút nghỉ nữa nè. Nó nghỉ mà nó ngưng lại đó, trừ đi 11 nữa là ok. Các em hiểu ý thầy nói không? Đó, làm vậy cho nó mau ha. Vậy thì ở đây thì tôi sẽ trừ nè. Em lấy bao nhiêu em? Lấy 8 giờ 25 được không? Đó, em trừ đi các em. Rồi. Tôi phân tích nha các em nha. Rồi, 8 giờ 25. Đó.
25 phút. Em trừ đi thời gian mà lúc bắt đầu từ ở Gia Lâm phải không? Gia Lâm là 6 giờ 16 nha. 6 giờ 16. Trừ đi bao nhiêu các em? Trừ đi 11 phút nữa. Các em hiểu ý rồi nào? À. Đấy, lúc này trừ đi nha. Có nhiều em tới đây à, tôi biết có nhiều em tới đây là không không biết trừ bao nhiêu nhiều nữa đó ha. Vậy thì các em nè, ở đây là 8 giờ 25 phút em trừ đi, 8 giờ 25 trừ đi 6 giờ 16 nha. Tí tôi sẽ cho các em làm trên máy tính vẫn làm được điều này ha. Rồi, vậy thì ở đây nè, 8 giờ 25 mà trừ đi 6 giờ 16 thì các em trừ đi, có phải là 8 trừ đi 6 nè thì còn 2 đúng không? Tôi nhét lên đây cho các em coi ha. Là 2 nè, 2 giờ nè. Đó, 2 giờ nha. 25 phút mà trừ đi 16 được không? Đó, được còn 9 à, 2 giờ 9 phút. Đúng không? Lấy 6 giờ 25 trừ 6 giờ 16 đó còn 2 giờ 9 phút. Rồi trừ đi 11 phút nữa. Đó, trừ 11 phút nữa. Đây, này phút đây 11 phút này. À. Tới đây có nhiều em bị rối nè. Có nhiều em nói về trời ơi 9 sao trừ được. Nghe, lúc này các em nào tôi chỉ cho nè, các em quan sát nha. Ở đây tôi viết màu khác cho em coi. 9 phút sao được trừ 11 phút được, đúng không? Thì lúc này các em phải tắt ra nè. À, 2 giờ 9 phút đúng không? Vậy thì tôi sẽ tắt là 1 giờ. Tôi tắt là trên này ha. Đây là 1 giờ, tôi sẽ tắt là 1 giờ. 1 giờ cộng 1 giờ với 9 phút mà 1 giờ các em học rồi, 1 giờ em có 60 phút đúng không? Vậy thì em sẽ tắt là 1 giờ 69 phút. À, 69 phút, tôi phải là phút đó nha. Trừ đi 11 phút. Rồi, vậy thì các em được đáp số này. Là 9 nè, cái này còn 8 đúng không? Trả đi rồi cái trừ đi luôn chứ. Rồi cái này 5 đúng không? À, vậy thì là còn 1 đúng không? Đó, 1 giờ 58 phút. Đây, 1 giờ 58 phút. Tính ra được nha. Đó, là tính bình thường ha. Cái này ở dưới cấp 1 các em đã được học rồi đúng không? Vậy thì các em vô, ghi vô nè. 1 giờ 58 phút. Có nhiều em nói chết rồi, cái này em khó hiểu quá, khó nhớ. Nè, các em có thể làm trên máy tính nè. Thầy làm trên máy tính cho mấy em coi ha. Đó, thử làm trên máy tính cho mấy em coi thử máy tính nè. Đó, tập kỹ năng máy tính chút xíu nha các em nha. Rồi, em quan sát nè. 8 giờ 25 phút không? Tôi đánh 8 giờ nè, 8 nè, giờ đây nè, giờ nè, ngay cái O phải phải nè. Đó, 25 phút là đánh 25 giờ. Thêm cái O phải phải nữa là phút đó nha. Đó, cứ cái đầu tiên là O phải phải là độ đó, là giờ đó ha. Phải tiếp theo, O tiếp theo nó là phút. Trừ đi 6 giờ 16 phút nha, trừ đi nè, 6 nè, 6 giờ nè, đó, O phải phải nè, 16 phút nè, 16 nè, phút ở đây nữa nè, đó, tiếp tục nè, trừ đi nè, 11 phút nè, 11 phút các em phải bấm như vậy nè, 0, 0 giờ, nha, 11 phút mới đúng nha, không chừng quốc 11 vô, cái O phải phải là 11 giờ đó nha, đó, rồi các em bấm bằng ra nè, thấy không, có phải là 1, đúng không, 1 giờ là 1 độ nè, đó, 58 phút nè, thấy không, đó, xong bài các em. Em cẩn thận nha, đó là làm trên máy tính nha các em nha. Rồi các em trình bày vào. Rồi các em quan sát sang bài số 5 nha. Bài số 5 nè. À, các em đọc bài số 5 thử coi nha. Người ta nói cái gì đây? Người ta nói là gì? À, một cơ thể trưởng thành khỏe mạnh nha. À, trưởng thành khỏe mạnh cần nhiều nước nha. Vì thế các em vẫn, phụ huynh vẫn nói các em là các con cố gắng uống nhiều nước cho nó tốt nha. Đó, lượng nước mà cơ thể trưởng thành mất đi mỗi ngày là mất đi á ha là 450 ml qua da và mồ hôi đúng không? À, qua da mồ hôi đó, và 550 ml trong qua hít khí thở. Đó, hít khí thở cũng đó, nó cũng mất đi đó ha, mất cả hơn nửa lít nữa các em nha. Rồi qua đại tiện là 150 thôi đó, và 350 qua trao đổi chất đó, nha. À, và 1.500 ml qua tiểu tiện nha. À, đại tiện với tiểu tiện nha. Rồi người ta nói nè, lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi một ngày khoảng bao nhiêu đó, rất đơn giản, mất đi là bao nhiêu nè. Đây, mất đi thứ nhất là 450 ml nè, qua mồ hôi nè, qua khí thở nè, rồi qua đại tiện nè, đó, rồi qua gì, qua trao đổi chất nè, đó, rồi qua gì nữa, qua tiểu tiện nè. Vậy thì rất đơn giản, muốn mất biết được mất bao nhiêu thì em cộng hết những chỉ số này thôi, này xong rồi đúng không? Vậy thì các em ghi vào ha. Vậy thì ở đây mình trả lời cho, ở đây tôi viết là giải cho các em sẵn rồi đúng không? Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày là, rồi em lấy 450, rồi em ghi vào ha.
Rồi, lấy 450. 450. Rồi, em cộng cho nhiêu? Cộng cho 550. Cộng bao nhiêu các em? 150. Đúng không? Cộng cho 350. Cộng bao nhiêu các em? 1.500. Rồi, mấy con cộng lại đi, đúng không? Rồi, mấy con cộng lại được không? À, cộng lại ha. Vậy thì bằng. Rồi, vậy thì mấy con lấy nè, lấy nhiêu? 1.450 cộng 550 là 1.000 đúng không? 1.000 với 1.500 là 2.500. 2.500 với bao nhiêu? Hai cái này cộng lại nữa nè. 2.500, cái này 500 nữa, phải 3.000 không? Ồ, 3.000 nha các em. 3.000 ml nha. Đó. 3.000 ml nước nha. Đó. Rồi. Vậy thì câu B là qua việc ăn uống mỗi ngày cơ thể hấp thụ được 1.000 ml nước thôi. Đó. Vậy người trưởng thành cần phải uống thêm bao nhiêu lít nước nữa để cân bằng nước đã mất trong ngày, đúng không? Vậy nè, em để ý nè. Em để ý nè, một người thường ngày này phải dùng bằng này nè. À, mất hết bằng này nè, đúng không? Mà mình ăn uống nó đã chiếm hết 1.000 rồi đúng không? Vậy thì mình phải bổ sung bao nhiêu nữa để cho đủ 3.000? Rất đơn giản, em lấy 3.000 đúng không? Em trừ đi 1.000 được không? Đó. Bình thường là mình ăn uống uống là vô cơ thể người đó là 1.000 ml nước rồi đúng không? Vậy mà người trưởng thành phải cần bằng này nè. Đó. Vậy thì rất đơn giản, 1.000 làm sao mà để tạo thành 3.000 được? Chắc ăn phải mình phải bổ sung thêm nước 2.000 nữa đúng không? Vậy em chỉ cần lấy 3.000, em trừ cho nhiêu em? 1.000 nha. Vậy thì em lấy 3.000. Đúng không? Em trừ đi 1.000. Đáp số bằng 2.000. Được không các em? Ml. Dạ thôi các em. Các em hiểu ý trong này không? Dễ mà phải không? Rồi, giờ mình làm câu cuối nha. Đó, câu cuối nè. Ô, câu này êm em. À, câu này người ta cho làm máy tính các em. Vậy thì làm máy tính luôn ha. Rồi, em thầy hướng dẫn làm trên máy tính nè. Ở đây tôi sẽ lấy cho hai các con hai loại máy tính. Mấy con muốn dùng máy nào thì cũng được nha. Ở đây các em có con có hai loại máy. À, máy thứ nhất nè, máy này to quá. Máy thứ hai nè, đây. Các con có hai loại máy giờ hiện đại lớp 6 các con cần có thể mua á, con có thể mua nha. À, mua cái con nè. Không phải thầy khuyên các con mua máy tính đâu ha. Tại vì sau này các em có con học toán là chuẩn bị là ví dụ là tìm bổ chung nhỏ nhất, là ước chung lớn nhất, là phân tích là thừa số nguyên tố nè, tìm ít nè mấy con. Đó, nó sẽ làm được cho các con. Nha, nó sẽ giảm cái thời gian xuống cho các em rất là nhiều. Nha, giảm thời gian rất xuống là rất là nhiều. Để các em đó nếu mà có điều kiện thì mua ha. Mà mua máy á, để hiện tại giờ hai máy hiện tại giờ các con là hai máy này nè. Hai loại máy này là máy mới nhất của hai hãng Casio và Vinaphone nha. Đó, này mua là mua máy này nè, đừng có mua máy cũ nha. Cửa hàng có thể người ta tồn máy cũ, người ta nói mình mua mà mình không biết nha. Tại vì tôi dạy chương trình toán ôn thi máy tính rất nhiều năm thì tôi biết máy nào mới hiện tại là mới nhất, thì khuyên các con nên mua ha. Con có thể mua Casio 580 nè, máy mới nhất của Casio, còn Vinaphone là 680ES đó, là cái máy bự bự đó ha. Đó, tùy các con ha. Ở đây thầy chắc ẩn đi một máy đi. Rồi. Rồi thầy để cái máy này đi ha. Rồi đầu tiên là mà mấy con thử làm mà cái câu này ha. Cái này nằm trên máy thì bấm vô thì cọc cọc ra rồi dễ ẹt đúng không? Rồi ví dụ nào 1 2 3 4, trời ơi 1 2 3 4 đó, cộng cho. Nhưng mà cái này ai sau này các em hạn chế điều này nha, cái này nó dễ quá mà đúng không? Nhưng mà cái này thầy dạy cho bấm thôi, chẳng có gì hết. Đó, cộng bằng ra bạn 1801 điền vô, các con hiểu không? Đó, đáp số bằng 1801. Rồi bây giờ sang bài này, để qua bài này ha. Nếu 413 là bấm on cho nó mất đi cái này. Đó, 413. Đó, 413 nha mấy con, coi chừng đánh sai nè, thầy đánh sai nè. 413 được không? À, trừ đi 256 bằng 157. À, mai mốt thầy sẽ dạy cho mấy con tìm ít trên máy tính hoặc là tìm những cái gì thủ thuật trên máy tính, thầy sẽ hướng dẫn cho con hết. Rồi bạn on nè. Rồi thầy thử nuôi máy này ra coi, máy này mập ha, mấy con nhìn thấy nó to quá trời to luôn đúng không?
Rồi chơi máy bự luôn này, 600 bao nhiêu? 654 nè, con điền nhỏ này, 654 này, thấy không? Cái này nó hơi mờ, màn hình hơi mờ nha. Cái màn hình nó đối với nó mờ trên cái phần mềm thì vậy thôi nha, chứ còn máy tính ngoài nó to lắm, nó rõ lắm. Trừ 450 mấy con. Đó. Trừ 74 nè. À, con bấm bảng này, này tập kỹ năng bấm máy tính thôi, 130 con hiểu không? Đó, vậy thôi. Đó, nha, rồi mấy con trình bày vào nha. Nếu video hoạn cái con nhớ đăng ký kênh nha, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha các em nha.